Xin chào các bác nhé. Đấy, em test cái lô đèn BEM 295W này cho anh em xem nhé. Đấy, em cắm cái dây này của em nó chỉ có 6 sợi thôi. Nó chỉ có 6 cái giắc nguồn một lần thôi. Đấy, em test 6 con cho anh em xem. Rất đẹp và đều nhé. Tại vì cùng lô mà. Thế là độ sáng của nó đều như nhau luôn. Không có con nào sáng hơn và cũng không có con nào tối hơn. Đây là em đang để cái gobo đa sắc của bọn này, để những cái màu bình thường này. Tắt cái đa sắc đi. Rồi bây giờ cho nó chuyển màu bình thường. Tất cả các màu đều rất đẹp nhé. Đấy, và cái con này, cái bọn BEM này là nó có hẳn 6 cái lăng kính để mở luồng anh em nhé. Thế nhưng cái luồng của nó ra rất đẹp. Cho thử cái mẫu luồng bầu dục xem. Đấy, anh em nhìn này, nó rất nhiều cái kiểu phân luồng. Đấy, luồng rộng luôn. Còn đây, hình thức của nó thì quá là đẹp rồi. Đấy, giá là 8.200.000 một cặp anh em nhé. Giá là 8.200.000 một cặp. Đây, đây em mở sẵn con ra cho anh em nhìn này. Bình thường thì nó chỉ có BEM nó chỉ có là 2 lăng kính thôi. Đây con này anh em thấy này. 1 lăng kính này, 2 lăng kính này. Đấy, xong ở bên này. Cái vòng này thêm 3 cái lăng kính nữa, 5 cái lăng kính. Đấy, cái này thêm 3 cái nữa này. Thế nó ghép nó mở được rất nhiều luồng nhá. Đấy, còn hình thức bên ngoài thì nói chung là nó còn trên 90%. Đấy, nhựa nhất là rất cứng cáp anh em này. Anh em về đi làm cái bọn này thì quăng quật thoải mái, vỏ của nó rất là dày nhé. Đấy. Và số lượng thì em chỉ còn 10 cái này. 295 thì em chỉ còn 10 cái này luôn. Đây anh em thấy bên kia nó sử dụng rất là sạch sẽ. Quạt nhất là không bám nhiều bụi đâu. Đấy, sáng đều răm rắp luôn. Và toàn bộ 10 con này là còn nguyên cái thùng xốp như này hết anh em nhé. Đấy, thùng xốp của nó dài hơn cái này tí. Đấy, đẹp dã man luôn. À, test cơ cho anh em xem. Đấy, anh em xem. Đây, đúng chất cơ bóng sáng ấy. Đấy, bán những cái con này cho anh em cũng yên tâm. Rất đẹp nhá. Em du. Đấy, đây là em cố tình em test cho nó chạy nhanh ấy. Chứ còn khi mà cài đặt thì chắc chả ai chạy đến cái mức độ này đâu. Còn nếu mà để quay từ từ thì không nghe thấy tiếng luôn anh ạ. Nếu mà cứ để từ từ như kiểu chạy auto. Đâu để xem, cho chạy auto để xem. Đấy, bình thường cứ chạy auto này thì cũng không nghe thấy tiếng động cơ nó quay luôn, không nghe thấy tiếng motor quay luôn. Đấy, chứ còn bây giờ test thì anh em test thật nhanh như này. Đấy, còn để quay từ này thì chỉ nghe tiếng quạt gió kêu thôi. Đấy, giá 8.200.000 một cặp nhá. 8.200.000 một cặp. Rồi, anh em nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Em cọc mọi sẽ ship mọi miền Tổ quốc khi nhận đủ tiền cọc 2 chiều nhé. Xin chào các bác.